Chào áo chị đi cho em vô em. Giờ rồi. Còn à. Còn tính là đứa chứ còn đi chơi. Hả? Tôi đi sớm sớm thì để vài bữa lây quay cận tới ngày đi về. Lấy chai là cái gì? Ê, lấy chú Cường đi đâu á? Chú Cường đi Bình Long gì đó. Ý con nói đi sớm đi. Lây quay vài bữa lo mua đồ đóng hàng về bển nữa. Chủ nhật này đi được không? Chủ nhật là mùng là từ đâu phải đi chủ nhật là mùng 9 rồi đó. Mùng mấy chú Cường đi? Là 9 tây chứ mùng 9 gì? À, 9 tây á. 9 tây, 9 tây và 15 mà chú Cường đi tây. Về đi, bao ngày? 15 còn 6 ngày nữa nha. Hả chú Cường? Cũng được. Chú Cường đi về đi bao giờ ngày? Hả? Đi bằng đêm hay bằng ngày đi về Mỹ á? Chưa biết nữa. Ý là biết rồi nhưng mà chưa coi. Biết rồi mà không biết mấy giờ. À, không để ý coi. Trời ơi, còn xa mà. Chủ nhật còn đi đâu vậy? Hả? Đi Bình Long chơi. Bình Long. Chừng nào về ba? Thôi không cho mày đi đâu, mày đi mày đòi đủ thứ hết á. Đi tới tịch lễ mới về luôn. Cô tới 7 ngày về không cơ? Hả? Cô đi tới 7 ngày, ông cô 7 ngày về. Cười. Nó giỡn á, nó cười. Chiều quá về. Biết luôn. Sao mày ăn nhiều quá vậy? Nó ăn vậy nó mà không biết chiều nó chứa đâu cho nó. Trước khi về nha, quất tô xíu rồi đó mới đi học thêm nha. Đi học thêm xong rồi về thấy chú Cường với ba nó ăn nữa, quất thêm miếng nữa đó. Giờ nó quất thêm bịch này nữa. Không, nó ăn nổi rồi thì tốt nhưng mà sợ nó nhét vô, nó ráng ăn là không nên á, hiểu không? Ráng ăn nữa cái bụng nó bể à. Chú Cường mà biết đâu nó chú Cường ăn thế ăn chú Cường hết hồn. Nó kể nuôi nó đi mốt với chú Cường già lụm thủng mà nó lo là cho chú Cường. Hả? Chú có nó học chú Cường không? Học ông Cường không? Quyên. Chú ông Cường già rồi con có bưng nước nấu cơm cho ông Cường ăn không? Đâu biết nấu. Tao biết nấu thì tập nấu. Đi học nghề. Học nghề nấu cơm hả? Học nghề nấu cơm. Ờ, nghề nấu cơm nấu cơm à.